Xin chào tất cả các bạn đến với video tiếp theo của Shop Mẹ Bé Thì Thảo. Và trong video ngày hôm nay, tiếp tục tại kệ sữa của Shop Mẹ Bé Thì Thảo sẽ review về cái tốp sữa dành cho những ai muốn bổ sung hàm lượng canxi, giảm tình trạng đau nhức cơ khớp và đang không biết chọn sản phẩm sữa nào để phù hợp với sức khỏe cũng như là cái độ tuổi của mình. Thì các bạn hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay của Mẹ Bé Thì Thảo nhé. Mình sẽ review thật kỹ về những cái dòng sản phẩm sữa hỗ trợ bổ sung canxi dành cho người lớn tuổi cũng như là từng độ tuổi thích hợp. Đấy, các bạn hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay. Thì cái dòng sữa đầu tiên mà Mẹ Bé Thì Thảo review trong video ngày hôm nay đó chính là sữa A2 của Úc, sữa tươi nguyên kem. Dòng sản phẩm này thì nó không chỉ được nhắc đến là bổ sung canxi mà nó là sữa nguyên kem để hỗ trợ bồi bổ sức khỏe rất tốt. Nó dành cho bé từ 1 tuổi và người lớn tuổi đều sử dụng được. Và chúng ta sẽ phân tích cái bảng thành phần phía sau của cái bịch sữa này. Thì nó ngoài cái hàm lượng đạm của nó là 100% đạm A2 hấp thụ nhanh và cái chất béo của nó cũng khá cao để hỗ trợ lên cân, thì nó có hàm lượng canxi khá cao. Calcium ở trong sữa là nó chiếm tới là 280mg trong 100g sữa và 112mg trong 100ml sữa. Đây là cái hàm lượng canxi khá cao để giúp cho việc mà chắc về xương khớp cũng như là dành cho người lớn tuổi cần bổ sung hàm lượng canxi để cải thiện tình trạng là đau nhức cơ khớp. Rồi, tiếp tục đến đi cái dòng sản phẩm sữa thứ hai trong top video ngày hôm nay, đó chính là sữa Ensure của Úc. Thì nhắc đến sữa Ensure của Úc thì nó không còn xa lạ nữa đối với các cô các chú cũng như là các bạn đang theo dõi video ngày hôm nay rồi, đúng không ạ? Bởi vì Ensure Úc nó không chỉ là về canxi mà nó là dòng sản phẩm bồi bổ sức khỏe dành cho người sau phẫu thuật, người mới ốm dậy, người cần bổ sung năng lượng cao để giúp bồi bổ sức khỏe. Thì tương tự như vậy, chúng ta nhìn về cái bảng thành phần, chúng ta sẽ thấy được cái hàm lượng canxi ở trong sữa Ensure Úc này khá cao luôn. Calcium đây chúng ta sẽ thấy được là nó chiếm tới là 450mg trong 100g bột sữa. Tức là cái hàm lượng canxi của nó khá là cao để cải thiện cái tình trạng đau nhức cơ khớp này, loãng xương này. Nó hỗ trợ để giúp cho chắc về xương khớp và nó cũng giúp bồi bổ sức khỏe rất tốt dành cho người lớn tuổi. Và độ tuổi sử dụng của sữa Ensure Úc thì sẽ dành cho độ tuổi từ 19 tuổi trở lên nhá. Rồi, đến với dòng sản phẩm sữa thứ 3 trong video ngày hôm nay, đó chính là sữa Canxi Collagen. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà dành riêng chuyên biệt dành cho những ai, những cô chú là người lớn tuổi này, bị đau nhức cơ khớp và cần bổ sung hàm lượng canxi cao. Đấy, và chúng ta nhìn về cái bảng thành phần của sữa Canxi Collagen này, chúng ta sẽ thấy được hàm lượng canxi ở trong sữa là nó chiếm tới 1350mg trong 100g bột sữa. Đấy, hàm lượng canxi khá cao và bên cạnh đấy thì nó còn được bổ sung thêm collagen. Và cái hàm lượng collagen này nó là một cái tiền tố để hỗ trợ hấp thụ canxi nhanh. Nên khi mà chúng ta thường dùng sữa mà có hàm lượng canxi cao, chúng ta sợ nhất đó chính là sẽ bị táo bón, sẽ bị khó tiêu, sẽ bị đau bụng. Thì đối với canxi collagen thì chúng ta sẽ yên tâm không lo tình trạng này, bởi vì nó không chỉ có canxi mà nó còn được bổ sung thêm collagen để hấp thụ canxi nhanh và nó sẽ giúp làm dịu dai cơ khớp, giảm cái tình trạng là đau nhức khô cơ khớp và đau nhức xương khớp khi mà chúng ta đang trong cái quá trình mà điều trị về loãng xương hay là về xương khớp. Thì chúng ta hỗ trợ thêm sản phẩm sữa canxi collagen, nó cũng sẽ là một cái lựa chọn tối ưu dành cho người lớn tuổi. Và sản phẩm này thì nó dành cho độ tuổi là từ 30 tuổi trở lên nhá. Rồi, tiếp tục đến với cái dòng sản phẩm sữa thứ tư trong video ngày hôm nay mà nằm trong top sữa giúp cho về hỗ trợ canxi dành cho người lớn tuổi, thì đó chính là sữa Canxi của Hà Lan. Và đối với sữa Canxi của Hà Lan này thì cái độ tuổi sử dụng sẽ là từ 1 tuổi trở lên đã có thể sử dụng được rồi. Và đối với sữa Canxi thì nó không chỉ về chiều cao, về xương khớp mà nó cũng sẽ hỗ trợ lên cân khá tốt với cái hàm lượng đạm, chất béo cũng khá cao luôn. Thì nhắc đến canxi ở trong sữa này, nó chiếm tới là 860mg trong 100g bột, hàm lượng canxi khá cao. Và cái điều đặc biệt của sữa Canxi Hà Lan, nó là sữa nhập nguyên lon ở Hà Lan về Việt Nam, và cái canxi ở trong sữa nó là canxi hữu cơ, nên nó sẽ không lo cái tình trạng là không hấp thụ được hay là tình trạng lắng cạn đối với canxi trong sữa. Nên đối với sữa Canxi Hà Lan thì cũng được phản hồi rất nhiều tại Shop Mẹ Bé Thì Thảo về cái việc cải thiện đau nhức cơ khớp, loãng xương và trong cái quá trình đang điều trị về xương khớp, sử dụng sữa Canxi của Hà Lan cũng được phản hồi lại rất nhiều. Và trong video ngày hôm nay thì Mẹ Bé Thì Thảo đã giới thiệu cho các cô, các chú này, các bạn về top 4 sữa hỗ trợ
chắc hệ xương khớp về bổ sung canxi dành cho người lớn tuổi, và có những sản phẩm dành cho độ tuổi từ 1 tuổi trở lên đã có thể sử dụng được rồi. Và có bất kỳ câu hỏi nào về sản phẩm thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp vào số Zalo ở bên góc màn hình 0934426464. Đấy là số Zalo hotline duy nhất của Sức Mẹ Bế Thị Thảo để được tư vấn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trong video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.